ở những cái hiệu quả đạt được là trọng trọng là thì tại sao mình không triển khai ở tổng đại những cái trường hợp mà vườn bưởi nhỉ, đồ vừa phải mình cũng làm để mình nhận được tập thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ này này cái đấy là cái mà mình đề xuất cục quân y nó đồng ý nó phê duyệt rồi, nhưng mà nó là kỹ thuật mua nên là anh nào muốn làm thì làm ra mà phải học kỹ thuật, nhưng mà anh có thể tự làm rồi xảy ra gì cái ra chứ bởi vì bọn mình đề xuất ra cái này cái là bọn mình phải thông qua hội đồng y học và hội đồng y đức của bệnh viện, xong bệnh viện đồng ý xong chuyển đến cục quân y nó phê duyệt mới chính thức được làm. Cái hôm mình báo cáo cái này là mình bị phê bình thì mình làm mình 5 ca trước thành công rồi với mình báo cáo. Thế hôm bảo anh chưa được phê duyệt anh đã làm rồi, anh như thế anh phạm chế độ. Thế là nếu như tôi không làm thì lấy đâu chứng minh để mà cho hội đồng chấp nhận, còn tôi đưa ra thì hội đồng bác bỏ thôi. Chứng trước thì gà trước, tôi giờ tôi chấp nhận tôi như thế này. Ông lo khi trưa lên dư thế dư đúng việc gì đâu hoàng
Đấy chắc là cũng bắt được, cũng được, cũng đấy. Thử bắt cái con này hơi kém. Là rơi lại xịt tai mái chó có. Có cho ai, đấy ở đấy còn chưa có ai dùng. Mình hai mình hai ba chín nhé. Anh em nhờ im lặng nha. Điện thoại để im lặng cả mọi người. Em chưa chưa bây giờ hay lắm. Alo. Bao nhiêu được không? Nhớ đau không? Đỡ hơn chưa? Đấy đau thôi. Đây là bị dính ở cái nếp nách này. Yeah, nếp nách. Cái nếp nách ấy xuống bị dính. Bởi vì cái bao khớp của mình nó rất rộng. Nó phải rộng để khi mình giơ tay nó mới trải được từ đây đến đây. Thì khi mình gấp lại thì nó khép, nó gấp nếp ở đây. Gấp này. Cảm giác không được thở thì còn rạc rạc ấy. Nằm dưới nhé. Hồi hộp cái nhịp này nhanh rồi. Còn sơ. Nhịp vẫn còn nhanh rồi. Cái gì đâu mà hồi hộp. Chứ thoải mái từ đây không có gì đâu. Cái gì đâu mà. Tìm được đầu chứ thầy. Hả? Tìm được đầu chứ. Tìm được. À, đi chơi chơi. Ngâm thuốc á. Ngâm thuốc sau đây là mình bẻ lên. Đúng. Còn 3 phút nữa. 10 phút nữa. Ba cái thở đều đấy, bình tĩnh không việc kia cả nghe. Có lo không? Chứ mấy gì đâu mà lo. Có tự nhiên là rồi chứ không. Dạ, kéo nó lại ngồi một. Thế có ai mổ máy gì đâu. Thế làm gì cả, chỉ có dây dây xoa xoa cái vai cho bà tí thôi. Đọc chân bố. Vì cái này này vào cái xương bả ấy mới giữ được, chứ không ấy nó trượt ra là hỏng lắm. Vì cái này này, cái này mình lấy lên trên, cái này mình tì vào cái xương bả mình cố định lại đấy. Được cái vài phút đồng ý cái này dần nhất của năm này thôi. Đặc biệt chứ không có ra tí lại xem không tất cả các phong á chống hổng được cả khóa luôn á. Nếu mà Duy đi đó hay là chắc khi đi chậm đó. Thì thưởng cho tó, phạt cho tó này nữa. Là Duy chơi được. Đúng, thưởng cho tó. Thưởng nhỏ, phạt nhỏ là Duy chơi yên khó hơn. Thấy nó khôn rồi. Toàn con trai mới được nhất liền thế ạ. Bất ngờ được. Nhưng tôi nghĩ là ghi nhận đấy, em đi tư gắn hâm mặt vào đây. Nào, thưởng to thì mới giữ được đâu. Thưởng to, phạt to. Phải đỉnh keo nó phạt to nó đấy, phạt to thì mới giữ được. Chứ phạt nhỏ nhỏ thì cũng không giữ được. Có. Vì sao người ta có hiện tượng dính khớp ở đây? Viêm. Viêm khớp. Viêm nó rách cái màng dịch. À. Giống như mình bỏng tay này, nó cứ để nó thế này, nó dính luôn rồi. Này. À. Nếu từ một cái viêm quanh cái thì thường riêng, thường riêng nó không chuyển. Nhưng mà nó không chuyển nữa. Để chuẩn đoán phân biệt của cái này thì nó thường hay đơn giản hơn. Một là cái viêm quanh khớp vai thông thường nó không gây hạn chế vận động khớp vai. Nó đau thì nó hạn chế vận động thôi, nhưng mà anh vận động thụ động ấy, bảo nhân thả lỏng tay ra anh đưa lên được hết. Nó không dính. Ừ. Thì còn để nó chủ động này có thể nó đau nó không vận động hết, nhưng vận động chủ động nó vẫn hết. Thế còn cái này viêm dính này thì cả thụ động nó kéo xương bả vai đi theo này. Hôm bữa em gặp một cá mở, nhưng mà thực ra lại mở cá cũng phải cái rạc rạc vậy thế.
hệ thống thầy nó bóc tách rõ. Thông thường ấy, những cái ca này tốt nhất là mình điều trị bệnh lý trị em đừng gặp nên trong vòng tuần đầu này đi lại có một số bệnh nhân nó chỉ dính đây em đừng gặp nên nó đừng được đấy còn đây còn đây trẻ xong rồi đây không được đấy đây này đây 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 rồi mặt bệnh nhân bây giờ hai đứa Giữ xương bả vai thật chắc. Giữ chắc cái này này, còn cái này chỉ tí ấy nhẹ thôi. Dạ vâng. Rồi, ba thả lỏng nhá. Sao bóp vai cho bà tí thôi nhá, không có gì đâu. Ba thả lỏng tay ra đấy. Thả bà có thể làm gì đâu. Thở đều chị ơi. Ba thả lỏng đi. Ba thả lỏng tay ra. Thở đều ấy. Thả lỏng tay ra. Rồi, chịu khó, xong rồi. Rồi, xong rồi. Rồi. Thả ra. Xong rồi. Năm viên đấy một lúc. Ôi trời ơi. Như mê ấy hẳn đáo rồi ba, như là ba tay ba giờ được rồi đó này. Lúc đầu nó không chơi đi được à? Thực ra giờ đây này. Đây này, lúc đầu đây này. Cho xem ảnh. Lúc đầu chỉ chơi đi kiểu này thầy. Đây này. Đấy là giờ tối đa chỉ được cái này. À. Nghe bác sẽ giúp tôi. Lúc đầu. Bắn quá, tí nữa bắn bắn qua. Sao hôm nay chưa lên cản đi thầy? Đấy bây giờ cho bà đỡ đau đi, cho bà dậy bây giờ luôn. À. Hết chưa? Hết đau chưa? Đỡ hơn rồi đúng không? Đỡ hơn rồi. Cho nó đỡ đi tí nữa. Ngồi xin rồi, ngồi dậy là dỡ được rồi. Từ mai nhá. Dạ. Thì cứ mỗi ngày 2 lần bắt bà treo xà này. Dạ. Để cho nó không bị dính lại. Lúc kia thì em cũng đã làm được. Ừ. Gặp tôi và làm thì quay không quay. Thứ hai nữa là không biết quay thì không cần. Quan trọng nhất là bà treo. Đừng có bắt tập nhiều bởi vì nó đang viêm. Mà được tập nhiều cái nó không tốt đâu. Chỉ bắt mỗi cái treo này thôi. Khoảng bao nhiêu phút? Mỗi động tác treo này bà treo một ngày 2 lần. Mỗi lần treo thẳng được cái này là được. Tức là không để cho nó dính lại. Thế thôi chứ còn không tập nhiều. Tập nhiều nó đang viêm, nó lại đau, sau tăng. Và mình phải dùng thuốc Mobix, nếu mà tiêm được thì tốt. Tiêm mỗi ngày một ống xong mình chuyển sang uống. Thế là và nếu mà điều trị hồng ngoại thì mỗi ngày tốt. Có thông ngắn thì tốt. Thưa vị sáu thì mình nắn sẽ dậy sáu thì khoảng tầm bao nhiêu lâu thì bệnh nhân đứng dậy được hả thầy? Dậy được ngay mà, nhưng mình chờ cho bệnh nhân đỡ đau rồi dậy được ngay. Để đợi chứ ba. Ngồi dậy nhá. Dậy được chưa? Đây, cho bà đi sang bên cái thang kia, bà đưa tay cho mình. Rồi, bà giơ tay. Rồi, đi sang bên cái thang này, ta nhớ này. Anh ơi, thư chưa? Kiểm cái này. Giờ đây để lên cái ba đứng đây, ba giờ kìa ba này, ba đứng ở đây này, ba đứng ở cái chỗ này, ta giờ lên mẹ đứng ở đây, mẹ đây đây có đau không gì để chưa đây bây giờ bà đứng bà với này nha. Được, từ từ ra ba cái lan đi, ba đứng được rồi, đây là được rồi. À đấy, thấy chưa mọi người, đấy ba đứng thẳng người, thẳng người với càng cao càng tốt. Từ từ sáng. Cho đứng yên như thế. Áp sát người này đấy. Rồi, đứng yên này nhé, thẳng này nhé. Đứng yên đấy nhá. Rồi. Anh nhìn chuyển nhanh nhau. Ừ. Không, chuyển chiếu ảnh không? Chưa? Đấy, bây giờ bà có thể chờ sơ và chải tóc luôn rồi. Bà thấy bà thử chải tóc nào.
còn đau thì giờ mà nó đau nè, đưa lưng đây nè, đưa tay đây nè, đưa tay nè. Đấy, đứng xuống xuống, giữ yên tay. Rồi nào.